Nhìn những hình ảnh này, ai mà tin Will và Cathy Nguyễn chỉ là bạn? Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận chuyện hẹn hò mà liên tục khẳng định cả hai chỉ là bạn bè hoặc anh em tốt, nhưng trước loạt ảnh tình cảm thế này thì bảo sao fan luôn gắn ghép Will và Cathy Nguyễn. Tin đồn Will và Cathy Nguyễn hẹn hò với nhau rộ lên vào cuối năm 2016, xuất phát từ những tấm hình tình cảm úp mở mở trên Snapchat và Instagram. Từ đó tới nay, mặc dù người hâm mộ rất tò mò về mối quan hệ của cả hai, nhưng Will và Cathy chưa bao giờ thừa nhận chuyện hẹn hò mà chỉ nhận mình là bạn bè hoặc anh em tốt. Sau khi cùng tham gia phim Em Chưa 18, Will và Cathy lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau hơn. Cả hai cũng đăng ảnh rất nhiều những khoảnh khắc thân mật và tình cảm với nhau, khiến fan vừa thích thú, lại vừa có lý do để ngấm ngầm khẳng định về mối quan hệ trên mức bạn bè của Will và Cathy Nguyễn. Mà cũng có tin để cả hai chỉ là bạn bè khi ngắm loạt ảnh tình cảm ngọt ngào thế này cơ. Will và Cathy Nguyễn còn gọi nhau là ông Biết bà Biết, rất dễ thương nữa. Bên cạnh những hoạt động chung để quảng bá phim, Will cùng Cathy Nguyễn còn thường xuyên đi ăn, đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Will là chàng ca sĩ điển trai tài năng, Cathy Nguyễn lại là một cô nàng xinh xắn. Sau phim Em Chưa 18, cô bạn càng được chú ý hơn bao giờ hết. Đây chắc chắn là một cặp đôi cực đẹp của showbiz Việt. Thế này thì cứ mặc cho người trong cuộc cứ liên tục phủ nhận, nhưng tình thì vẫn hy vọng rằng Will và Cathy Nguyễn đang trong một mối quan hệ rất vui vẻ cùng nhau. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!